Ngày 10 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Châu Đốc ban hành công văn số 3614 quy định các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi yêu cầu thủ trưởng các cơ quan ban ngành, đoàn thể thành phố và trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã triển khai thực hiện một số nội dung sau đây. Tổ chức thực hiện thật nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại công văn số 960 trên UBND KGVX ngày 7 tháng 9 năm 2021 của Quỹ ban nhân dân tỉnh, công dân số 3.506 trên BCD VS ngày 6 tháng 9 năm 2021 và kế hoạch số 170 trên KH ngày 8 tháng 9 năm 2021 của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố. Các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, theo chỉ thị số 15 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, cần khẩn trương triển khai thực hiện. Yêu cầu toàn thể nhân dân trên địa bàn hạn chế tối đa diệt ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp phải mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại cơ quan đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động, áp dụng triệt để 5k, không tập trung quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tôn giáo tập trung từ 5 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự dừng việc di chuyển từ dùng đang có dịch, dùng đang thực hiện chỉ thị số 16 trên CTTTG đến các địa phương khác. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ huyện này sang huyện khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa. Tổ chức kiểm soát chặt tại tuyến biên giới và các cửa ngõ ra vào thành phố nhằm hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào trong địa bàn. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu theo danh mục do Sở Công Thương quy định. Cho phép các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát được phép hoạt động kinh doanh theo hình thức bán mang đi hoặc giao hàng tại nhà, thông qua lực lượng giao nhận hàng shipper do Quỹ ban nhân dân các xã phường cấp giấy phép hoạt động trong khung giờ từ 6 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày, có hạn chế về số lượng cấp phép và phải luôn tuân thủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch theo quy định. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin, diễn thông, truyền hình, kinh doanh, thiết bị, dụng cụ học tập tiếp tục hoạt động theo công gian số 789 trên UBND KGVX ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Quỹ ban nhân dân tỉnh. Giao trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các phường xã khẩn trương phối hợp công an tăng cường hình thức quản lý người dân ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, có thể áp dụng hình thức cấp giấy đi đường tổ chức các tổ kiểm soát lưu động để nhắc nhở xử lý các trường hợp vi phạm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ như việc tụ tập đông người tại các điểm công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, không mang khẩu trang, các cửa hàng không thiết yếu vẫn mở cửa hoạt động. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố kêu gọi cả hệ thống chính trị, nhân dân, đặc biệt là cán bộ công chức viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, quyết tâm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh, sớm phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội trong thành phố.